Hello, chào anh em và bà con. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu và chia sẻ cho thêm bà con anh em thêm một chiếc xe, đó là chiếc Isuzu Highlander. Xe thì đời thì chỉ có 204 thôi nhé. Mừng nhà mà giá với chất lượng thì rất là tốt. Anh em đang kiểm tra kỹ lại phần nhớt, coi nếu mà nhớt mà đen quá thì thay luôn. Kiểm tra máy móc, coi có chỗ nào khuyết điểm gì không. Với chiếc xe này thì anh em bà con thấy nó rất là liền lạc, xe được sơn cái màu sơn này. Còn khá mới. Cái sàn này chắc mang đi bọc lại đi em. Nghe nè. Rồi. Bọc lên. Tại vì bọc cái này hết có 1 triệu gì đó cho nó mới luôn đi nha. Rồi đi thay nhớt về. Thay nhớt hả? Thay nhớt mới luôn. À 4,5 lít. Xe thì máy Isuzu. À trước nhiều á. Cho cái bánh mở cái xe cái đó. Cái này. Còn bây giờ đâu có xịt vào đây. Mình cái rẻ bao đâu. Thì nãy dưới cũng sạch mà xả bỏ hết cái nhớt cũ á, nó còn đâu 2 lít mấy, 3 lít gì á. Chỗ này bị nè. Nè mình phải dán lại. Đang đi ba về. Nhớt này giống như nhớt nó xài 60.000 lít. Cái dòng Isuzu mà thay nhớt rồi nó vẫn đen như vậy hả? À? Nó đâu có như mấy giờ mới xăng được. Mình thay nhớt mới là mình tốt quá rồi. Rồi gì nữa. Thay nhớt mới nó phải đỡ hơn nhớt cũ nha. Máy nổ rồi em ơi. Em à. Máy nổ tốt. Phía bên kia là chiếc bánh treo nha. Bánh lớn. Chiếc này là bánh... Máy còn rất là ngon. Cái dòng này đi tới rất là tiết kiệm, 100 cây chỉ có 6 lít thôi nha. 6 lít thôi. Đó, anh em thấy cái máy không? Nó nổ êm ru à. Toàn bộ khu vực xe anh em thấy đó, máy rất là khô ráo và sạch sẽ nha. Mâm thì anh em nhìn nè, vỏ ha, vỏ đẹp luôn. Nói chung xe này thì mình nếu mà mình mua về thì mình chỉ việc đi thôi, không phải làm gì hết đó. Xe này anh em đã kiểm tra cũng làm hết rồi. Còn anh em là muốn đẹp hơn hoặc là muốn như xe mới luôn thì phải nghiên cứu thêm nha. Cái dòng xe này nó tới 2 dàn lạnh anh em. Có cái dàn lạnh phía sau ha. Cho nên là cái người mà ngồi sau rất là mát. Rất là mát. Cái màn hình này còn xài được không? Kiểm tra chưa? Nó mở. Vì cháy nhán thì về phải dán hay là xài được. Mình chắc vẫn lên hình. Mờ thôi, xem nó mờ thôi. Đây là cái bình hơi và cái búa khá kính luôn. Xe nói chung là còn được anh em nhé. So với xe mới thì không được thôi, nhưng mà so với xe cũ tầm cái đời này chắc chắn là xe này phải hơn hẳn rồi. Tại mình nhìn vô đây là mình thấy cái xe này cũng ít đi ha. Km đó thì mấy cái dòng này thì chắc chắn là nó cũng sẽ đi nhiều, nó không có như những cái xe khác ha. Anh em nào mua thì hãy liên hệ ngay bên em nhé. Cái vỏ xe này cũng còn được khoảng 50-60% thôi. Cái vỏ bên này còn đẹp này, mới luôn này. Mà là cái vỏ gầm nó còn mới nha. Đây người ta chế cái inox. Một
dòng Isuzu Highlander 204, phía sau là cốp rim rồi. Này là rim nó mới có cái này. Hậu đội nó rất là bảnh ha. Còn cái phần cốp này nó còn nguyên, không có bị đâm đụng, không bị đâm đụng cái phần này ha. Đó, nằm đây nè, nhìn dáng vẻ của xe này rất là ok. Xe này anh em là mua về mà để tập lái ha, rất là vui vui lên đơn. Mua về tập lái hoặc là mua về để cho thuê tự lái. Nếu mà vùng sâu vùng xa thì có thể chạy dịch vụ, rất là ok và giá nó cũng rẻ nữa. Nó chỉ có 150 triệu là anh em sở hữu chiếc xe này rồi. Cho nên là với cái tầm giá này thì cũng so sánh với những cái xe mà cao cấp hơn thì chắc chắn là sẽ không được. Nhưng mà mình so sánh với những cái xe mà giá rẻ tiền mà lại rẻ thì rất là ok. Xe thì được công chứng ủy quyền đầy đủ. Xe này anh em nào mua thì em có thể công chứng ủy quyền cho bà con, nếu bà con nào mà cần nha. Bệ bước chân thì vẫn còn xài tốt. Xe này sợ nhầm xăng đâm ra người ta dán chữ dầu này, để cho khi mà ai mượn hoặc là gia đình đi thì nó an toàn hơn nhé. Chiếc xe này thì nhìn cái màu vàng cát rất là đẹp luôn. Nói chung là xe này đầu đít không lỗi ha. Anh em nào mua thì hãy liên hệ bên chợ ô tô nhé. Để anh em có thể là anh em đến xem hoặc là giao xe nhé. Hôm nay cũng là thứ sáu rồi nhé. Anh em mà con mua cái xe này, nếu mà mua cái xe này thì hãy lên bãi nhé. Còn anh em mà con thấy hay thì nhớ cho em một cái like nha, đăng ký và chia sẻ hộ em nhé. Tại cái kênh mới này là kênh được bật kiếm tiền ấy. Nếu mà toàn bộ số tiền này một tháng được bao nhiêu là em sẽ đưa hết vào từ thiện nha anh em bà con. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc tất cả bà con đến bãi ô tô Phú Anh mua được những xe đẹp giá rẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.